Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc loại phải tiêu hủy theo quy định. Hàng hóa tiêu hủy gồm 200 bao thuốc lá điếu hiệu 555, 2.500 kg phân bón NTK, gần 8.000 lọ tinh dầu xả chanh diệt muỗi, gần 4.500 vỏ can bằng nhựa, thùng cắt tông, dán nhãn nước rửa chén Tao Ao và Finai, 10 kg tem, nhãn, ghi nhãn hiệu Tao Ao và Finai và gần 21.000 chiếc bánh trung thu. Tổng giá trị hàng tiêu hủy trên 110 triệu đồng. Các loại hàng hóa trên đều là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, được lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý, thu giữ sau các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng quy trình quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công nghiệp 11 Urenco 11 ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm.